Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi dùng Sài Gòn để ngã giá chính trị. Có một lý lịch là Thành phố Hồ Chí Minh đã phải đóng đến 85% ngân sách cho Trung ương, nhưng lại phải đi vay vốn ODA để mà xây dựng dự án đường sắt đô thị Sài Gòn Suối Tiên. Đây là dự án được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Dự án này được khởi công vào năm 2008, đến nay đã 15 năm, nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động được. Nguyên nhân chậm tiến độ thì có nhiều, nhưng chính yếu thì vẫn là do thiếu tiền. Việc xin vay vốn ODA đã khó, mà đàm phán để Nhật rót thêm vốn lại càng khó hơn. Cách quản lý tồi, tham nhũng thì khủng, rất khó để thuyết phục người ta rót thêm tiền vốn cho vay. Lẽ ra nếu Trung ương không chấn lột được 85% nguồn thu của thành phố này, thì chính quyền thành phố đã chủ động được nguồn vốn. Bị bóc lột cỡ này thì còn tiền đâu mà phát triển thành phố. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đóng thuế, đáng lẽ tiền thuế đó cần được để lại phần lớn cho chính quyền thành phố, dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉ đóng góp cho ngân sách trung ương một phần. Tại sao Trung ương lại chấn lột gần hết để mà nuôi những tỉnh ăn hại, cứ bày vẽ hết cổng chào trăm tỷ đến tượng đài nghìn tỷ? Nếu nhà tưởng niệm này đến nhà tưởng niệm khác một cách vô bổ, họ xây ngày càng lớn hơn. Hành động tước mất nguồn thu của Thành phố Hồ Chí Minh rồi giao cho kẻ phá hoại và ép thành phố này phải đi vay để có tiền xây dựng hạ tầng là cách phân bổ ngân sách cực kỳ bất công. Nó tước mất cơ hội phát triển của thành phố. Theo thống kê, trong 12 năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành các tuyến đường sắt còn lại với chiều dài khoảng 200 km, chưa kể các tuyến đường sắt sẽ bổ sung của đồ án quy hoạch chung sắp tới. Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố trong giai đoạn này và trong tương lai, thành phố cần đến 25 tỷ đô la để mà phát triển. Bị chấn lột đến 82% ngân sách thì không biết cậy đâu ra 25 tỷ đô la để xây dựng đường sắt đô thị. Hiện nay, Trung ương không còn chấn lột 85% nguồn thu như trước đây nữa, mà họ chấn lột 82%. Họ chấp nhận nhả bớt 3% cho thành phố. Tuy nhiên, với 3% nhả ra này, chính quyền thành phố vẫn không thể chủ động vốn trong các dự án đầu tư công, mà cụ thể là dự án đường sắt đô thị Sài Gòn Suối Tiên vẫn chậm tiến độ. Điều quan trọng là Trung ương phải từ bỏ chấn lột dân thành phố, cần áp dụng một mức đóng góp về mặt Trung ương ngang nhau cho các tỉnh thành, để các tỉnh khác phải biết và tự nỗ lực, chứ không để cho tỉnh giàu phải nuôi các tỉnh nghèo, ăn hại mãi như thế này được. Để tránh tình trạng đói vốn đầu tư công, thì việc quan trọng nhất là chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần phải đòi lại quyền lợi cho thành phố. Phải đòi lại để thành phố được giữ lại ít nhất 50% nguồn thu ngân sách, chứ chỉ giữ có 17% thì lấy đâu ra tiền mà xây dựng thành phố. Nếu Trung ương không chấn lột, thì Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ chủ động nguồn vốn 25 tỷ đô la trong 12 năm tới, còn không thì chính quyền thành phố rất khó có thể đi vay cho được nguồn vốn khổng lồ đến 25 tỷ đô la, chưa kể đội vốn. Mới đây, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời báo chí trong nước rằng, với chính sách đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh xin cơ chế, không xin tiền. Thực ra mà nói, việc quan trọng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là cần xin tiền, mà tạo thực ra cũng chẳng cần phải xin tiền, đúng hơn là xin Trung ương đừng chấn lột nữa. Chỉ cần không bị chấn lột dã man như hiện nay, thì đấy cũng là cởi trói cho thành phố này. Làm lãnh đạo thành phố mà ông Phan Văn Mãi không nỗ lực để cởi trói cho thành phố, mà nói vứt đuôi Trung ương là không xin tiền, thì rõ ràng ông Mãi đang đem Thành phố Hồ Chí Minh ra ngã giá chính trị với Trung ương rồi. Kiểu nói chiều lòng Trung ương để đạt được mục đích chính trị. Trong chế độ cộng sản mà nói đến tiền thì thế nào cũng gây thù địch. Nếu lên tiếng cho Thành phố Hồ Chí Minh rằng Trung ương đừng bóc lột nữa mà để lại cho thành phố có chút dưỡng khí để thở, thì rất có thể Trung ương sẽ thay Phan Văn Mãi bằng một người khác biết nghe lời hơn. Nhìn Thành phố Hồ Chí Minh ai cũng biết là xin cơ chế đặc thù chỉ là phụ, xin đừng chấn lột nữa mới là chính. Tuy nhiên, vì sự nghiệp chính trị thì vẫn có cho vàng Phan Văn Mãi cũng không dám mở mồm xin tiền cho thành phố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Phan Văn Mãi dùng Sài Gòn để ngã giá chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Công Khanh từ hot boy lý tưởng đến một gã ăn lừa đảo để có tiền ăn chơi. Phan Công Khanh là một cái tên đình đám trong giới buôn siêu xe trong những năm gần đây. Ở tuổi chưa tới 30 nhưng anh ta đã làm chủ một showroom siêu xe có tiếng ở đất Sài Thành. Ở tuổi của Khanh mà có siêu xe thì chỉ có thể là con của đại gia hoặc là thành phần ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, Phan Công Khanh lại bỗng chốc trở nên giàu có một cách rất khó hiểu. Giàu nhanh không có quá trình là tài sản bất minh. Sinh năm 1994, sau khi đầu quân cho đấu bóng chuyền với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng, bỗng nhiên Khanh nhảy sang lĩnh vực buôn bán siêu xe nhanh như điện, khiến phát sinh câu hỏi về nguồn gốc của dòng tiền mà Khanh dùng để đầu tư. Được biết, Khanh không phải là con nhà đại gia như Nguyễn Quốc Cường, tức Cường Đô La, hay Phạm Trần Nhật Minh, tức Minh Nhựa, nhưng Khanh lại gia nhập được nhóm đại gia trẻ này. Nếu một người mà bỗng nhiên trở nên giàu có, không trải qua quá trình làm ăn tích lũy vốn, thì công an có thể vào cuộc điều tra nguồn gốc của dòng tiền này. Trên thế giới không hiếm những triệu phú tự thân, tuy nhiên họ là những người công khai quá trình làm ăn và những triệu phú trẻ tự thân ấy là thần tượng của không biết bao nhiêu người. Nhiều người nhìn vào quá trình nỗ lực để làm giàu đó sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Cho nên triệu phú tự thân là tấm gương cho giới trẻ, không những ở Việt Nam mà cả ở trên thế giới. Trên trang Facebook cá nhân, Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải những bài viết dạy giới trẻ làm ăn, hướng dẫn quá trình khởi nghiệp. Theo truyền thông, Khanh bén duyên với siêu xe từ việc góp vốn với hai bạn để buôn xe phân khối lớn Ducati và dần chuyển sang siêu xe thể thao. Chẳng ai tìm thấy được quá trình làm giàu trong những bài viết dạy giới trẻ làm giàu của Khanh, mà người ta chỉ thấy Khanh khoe khoang là chính. Người tự thân làm giàu thì rất chín chắn và cách nói, cách viết cũng sẽ thể hiện những kinh nghiệm mà họ đã từng trải qua. Còn với hot boy Phan Công Khanh thì hầu hết chỉ là những người sáo rỗng. Tuy nhiên, với khối lượng tài sản khổng lồ mà anh ta thể hiện cũng khiến giới trẻ Việt Nam tin ngay. Giới trẻ Việt Nam hiện nay thường nhìn vào kết quả mà ít tìm hiểu cả quá trình. Thực ra muốn học hỏi thì phải nhìn vào quá trình chứ đừng nhìn vào kết quả không. Người làm giàu chân chính không bao giờ xem đồng tiền như rác. Thế này, cách tiêu tiền của những người tự làm giàu cũng rất khác với cách tiêu tiền của người bỗng dưng có tiền. Người làm ra đồng tiền khi chi tiêu, nhất là mua những món hàng xa xỉ, thì thường họ rất đắn đo, thường suy xét rằng số tiền đó có bị lãng phí hay không, giá trị sử dụng của món hàng đó có tương xứng hay không. Nếu dùng số tiền đó để đầu tư thì có thể bớt đi một khoản vay nào đó, vân vân. Cách tiêu tiền của tỷ phú tự thân không bao giờ hoang phí. Người hoang phí là những người gặp may trúng số, trúng mánh hoặc rửa tiền thay người khác và cả những siêu lừa. Khi Phan Công Khanh bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt chiếc McLaren của một nữ chủ nhân đã làm cho nhiều bạn trẻ sụp đổ về một thần tượng tuổi trẻ, tài cao, làm ăn giỏi và giàu có. Sau đó lại vỡ lẽ là anh này còn lừa của một khách hàng khác một chiếc xe Brabus G800 trị giá tới 24 tỷ đồng. Và như thế bí mật dần dần được khui ra. Giờ đây anh chàng hot boy Phan Công Khanh còn được biết là người mê cờ bạc. Anh này có ngày thu bạc cho đến 100 tỷ đồng. Thật không thể tưởng tượng được. Hot boy khoe của. Giới trẻ Việt Nam thường không biết đặt nghi vấn đến hậu quả của nền giáo dục nhồi sọ. Họ đánh giá một người dựa vào kết quả và hình thức của người đó rất hời hợt. Mà không chỉ riêng với giới trẻ, cả người lớn cũng như vậy, hay bị thuyết phục vì vẻ bề ngoài hào nhoáng mà không cẩn thận suy xét kỹ người mà họ đưa ra để đánh giá. Vì thế, bọn lừa đảo thường mới có đất sống tại Việt Nam. Tuy người Việt Nam thường hay nghi kỵ lẫn nhau, nhưng họ lại rất dễ bị lừa. Đó là điểm yếu rất khó chữa. Xã hội Việt Nam rồi đây sẽ vỡ ra nhiều sự thật. Những đại gia đình, đình đám, những người cứ ngỡ là tài năng, hóa ra chỉ là những tên siêu lừa. Xã hội này là lực cản của người làm ăn chân chính, nhưng lại là môi trường tốt đối với bọn lừa đảo. Càng lừa tinh vi, càng dễ làm giàu. Nên nhìn vậy, mà không phải vậy,
dễ bị lừa lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Phan Công Khanh từ hot boy lý tưởng đến một gã lừa đảo để có tiền ăn chơi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.